Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Những tấm gương anh hùng trong chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. Kính thưa quý vị, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ đỏ sao vàng của quân ta đã tung bay trên nóc hầm tướng De Gasperi, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva năm 1954 về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương. Và để góp phần vào sự thành công của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954 vang dội năm châu, chấn động địa cầu, đã có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn xuân xanh. Họ, những người chiến sĩ mang trên mình một tình yêu tổ quốc, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc như anh hùng Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, anh Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh hùng Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt Tiền Duyên để xông vào sở chỉ huy rồi cắm cờ lên lô cốt Him Lam. Hôm nay, kênh Theo Dòng Lịch Sử xin giới thiệu tới quý khán giả bốn người anh hùng tiêu biểu nhất trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Thứ nhất, anh hùng Phan Đình Giót. Phan Đình Giót sinh năm 1922 ở xóm Tam Quang, thôn Vĩnh Yên, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình rất nghèo, đã mấy đời chịu cảnh cày thuê, guốc mướn. Bố mất sớm, hai anh em sống cùng mẹ trong một ngôi nhà tranh rột nát, siêu vẹo. Đói không có cái ăn, Phan Đình Giót và em trai phải đi ở cho nhà địa chủ từ lúc lên 6, lên 7. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, cùng với bạn bè đồng trang lứa, anh xin tham gia tự vệ chiến đấu. Đến năm 1950 thì anh xung phong đi bộ đội chủ lực. Những trận đánh có Phan Đình Giót đều lập được chiến công. Có lần anh trích máu viết bản quyết tâm thư gửi lên đại đoàn, thể hiện chí khí hiên ngang của một con người đã giác ngộ và đi theo cách mạng. Chỉ khi đó, lòng dũng cảm đó của Phan Đình Giót đã được ghi nhận. Sống tập thể trong môi trường quân đội, Phan Đình Giót luôn tự giác gương mẫu về mọi mặt, hết lòng yêu thương, giúp đỡ đồng đội và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khó khăn về mình. Anh được các đồng đội rất quý mến. Phan Đình Giót tham gia rất nhiều các chiến dịch lớn như Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc và chiến dịch Điện Biên Phủ. Mùa đông năm 1953, đơn vị anh được lệnh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hành quân gần 500 km, vượt qua nhiều đèo dốc, mang vác nặng, nhưng anh vẫn kiên trì giúp đồng đội về đến đích. Trong nhiệm vụ xẻ núi, mở đường, kéo pháo lên đèo xuống dốc vào trận địa rất gay go, gian khổ, anh đã nêu cao tinh thần gương mẫu, bền bỉ và động viên anh em chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên. Chiều 13 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng tiêu diệt Him Lam, cả trận địa rung chuyển mù mịt sau nhiều loạt pháo. Các chiến sĩ đại đội 58 lao lên mở đường đã liên tiếp đánh đến quả bộc phá thứ 8. Phan Đình Giót đánh quả thứ 9 và bị thương ở đùi, nhưng vẫn xung phong đánh quả tiếp theo. Quân Pháp tập trung hỏa lực chút đạn như mưa xuống trận địa ta, đồng đội bị thương rất nhiều. Lòng căm thù quân giặc lên cao, Phan Đình Giót lao lên đánh liên tiếp hai quả nữa, phá toang hàng rào cuối cùng, mở thông đường để đồng đội lên đánh sập lô cốt đầu cầu. Lợi dụng thời cơ địch hoang mang, anh lao lên bám chắc lô cốt số 2, ném thủ pháo, bắn kiềm chế cho đơn vị tiến lên. Anh bị thương ở vai và đùi, máu chảy rất nhiều. Thế nhưng bất ngờ từ hỏa lực lô cốt số 3 của địch bắn rất mạnh vào đội hình của ta. Lực lượng xung kích bị ùn lại, anh cố gắng nhích mình lên gần lại lô cốt số 3 với ý nghĩ cháy bỏng duy nhất là dập tắt lô cốt này. Anh đã dùng hết sức còn lại nâng tiểu liên lên bắn mạnh vào lỗ châu mai và hét to: "Quyết hy sinh vì đảng, vì dân!" Rồi dướn người lấy đà lao cả tấm ngực thanh xuân vào bịt kín lỗ châu mai địch. Hỏa điểm lợi hại nhất của quân Pháp bị dập tắt, toàn đơn vị ào ạt xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Phan Đình Giót hy sinh lúc 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954 ở tuổi 34. Phan Đình Giót được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 31 tháng 3 năm 1955.
Khi hy sinh, anh là tiểu đội phó bộ binh đại đội 58, tiểu đoàn 428, trung đoàn 141, đại đoàn 312, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được tặng huân chương quân công hạng nhì. Thứ hai, anh hùng Tô Vĩnh Diện. Tô Vĩnh Diện sinh năm 1924 ở xã Nông Trường, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, lên 8 tuổi đã phải đi ở cho địa chủ. Suốt 12 năm đi ở đợ, anh luôn phải chịu bao cảnh áp bức, bất công. Năm 1946, anh tham gia dân quân ở địa phương. Đến năm 1949, anh xung phong đi bộ đội. Tháng 5 năm 1953, quân đội ta thành lập các đơn vị pháo cao xạ để chuẩn bị đánh lớn. Tô Vĩnh Diện được điều về làm tiểu đội trưởng một đơn vị pháo cao xạ. Trong quá trình hành quân cơ động, trên chặng đường hơn 1.000 km tới vị trí tập kết để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, anh luôn nhận những nhiệm vụ khó khăn, nặng nhọc, động viên giúp đỡ đồng đội kéo pháo đến nơi an toàn. Trong lúc kéo pháo qua những chặng đường nguy hiểm cũng như nghỉ dọc đường, anh luôn nhắc nhở đồng đội chuẩn bị chu đáo và tự mình đi kiểm tra tỉ mỉ dây kéo pháo, xem xét từng đoạn đường, từng con dốc rồi phổ biến cho anh em để tránh những bất ngờ xảy ra. Qua 5 đêm kéo pháo ra đến dốc chuối, đường hẹp và cong rất nguy hiểm, anh cùng đồng chí pháo thủ Lê Văn Chi xung phong lái pháo. Đến nửa chừng, dây tời bị đứt, pháo lao nhanh xuống dốc, anh vẫn bình tĩnh giữ càng lái cho pháo thẳng đường. Nhưng một trong 4 dây kéo pháo lại bị đứt, pháo càng lao nhanh, đồng chí Chi bị hất văng ra. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn đó, Tô Vĩnh Diện hô anh em, thà hy sinh, quyết bảo vệ pháo. Và anh buông tay lái xông lên phía trước, lấy thân mình chèn vào bánh pháo. Nhờ đó, các anh em đồng đội kịp ghìm giữ pháo lại. Tấm gương hy sinh vô cùng anh dũng của anh đã cổ vũ mạnh mẽ toàn đơn vị vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Khi hy sinh, anh là tiểu đội trưởng pháo cao xạ 37 ly thuộc đại đội 827, tiểu đoàn 394, trung đoàn 367. Anh được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất ngày 7 tháng 5 năm 1955. Ngày 7 tháng 5 năm 1955, Tô Vĩnh Diện được Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa truy tặng huân chương quân công hạng nhì và được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thứ ba, anh hùng Bế Văn Đàn. Bế Văn Đàn sinh năm 1931 ở xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng. Cha làm thợ mỏ, mẹ mất sớm, tham gia hoạt động du kích từ ngày còn nhỏ tuổi. Năm 1948, anh xung phong vào bộ đội giữa lúc cuộc chiến tranh Đông Dương đang diễn ra quyết liệt. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân ta lúc bấy giờ đang ở giai đoạn quyết liệt. Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định mở chiến dịch Đông Xuân 1953-1954. Đơn vị hành quân đi chiến dịch, anh được phân công làm liên lạc tiểu đoàn. Một đại đội của tiểu đoàn được giao nhiệm vụ bao vây giữ Pháp ở Mường Bồn. Lúc đó, khi thấy lực lượng của Việt Minh ít, quân Pháp tập trung hai đại đội có phi pháo yểm trợ liên tiếp phản kích. Nhưng cả hai lần, chúng đều bị quân Việt Minh đánh bại. Cuộc chiến đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt. Quân Pháp liều chết xông lên, quân Việt Minh kiên quyết ngăn chặn chốt giữ. Nhận lệnh cho đại đội quyết tâm giữ ở Mường Bồn bằng bất cứ giá nào, tạo điều kiện các đơn vị khác triển khai lực lượng, thực hiện các chủ trương của chiến dịch. Mặc dù Bế Văn Đàn vừa đi công tác về, nhưng khi thấy chỉ huy thông báo, anh đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ. Anh vượt qua lưới đạn dày đặc của Pháp, xuống truyền đạt mệnh lệnh cho đại đội kịp thời, chính xác. Trận đấu ngày càng diễn ra ác liệt hơn, anh được lệnh ở lại đại đội chiến đấu cùng đồng đội. Quân Pháp phản kích lần thứ ba, mở đường tiến, đại đội Việt Minh bị thương vong nhiều, chỉ còn 17 người. Bản thân Bế Văn Đàn cũng bị thương, nhưng anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Một khẩu trung liên của đơn vị không bắn được vì xạ thủ hy sinh. Khẩu trung liên của Chu Văn Phủ cũng không bắn được vì không có chỗ đặt súng. Trong tình thế hết sức khẩn trương, anh không ngần ngại, chạy lại cầm hai chân khẩu trung liên đặt lên vai mình và hô đồng đội bắn. Phủ còn do dự thì Bế Văn Đàn nói, kẻ thù trước mắt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi. Trong lúc lấy thân mình làm giá súng, anh bị thêm hai vết thương nữa và hy sinh, hai tay vẫn còn ghì chặt súng trên vai mình. Sự hy sinh của Bế Văn Đàn đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Khi hy sinh, anh là tiểu đội phó, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đại hội mừng công của đơn vị, Bế Văn Đàn được truy tặng danh hiệu
huân chương chiến công hạng nhất và được bình bầu là chiến sĩ thi đua số 1 của tiểu đoàn. Ngày 31 tháng 8 năm 1955, Bế Văn Đàn được Quốc hội nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và huân chương quân công hạng nhì. Thứ tư, anh hùng Trần Can. Trần Can sinh năm 1931 ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngay từ khi còn nhỏ, Can đã rất thích vào bộ đội để được cầm súng giết giặc cứu nước. Khi lớn lên, anh đã 3 lần viết đơn xin tình nguyện đi bộ đội, nhưng vì sức khỏe yếu nên đến lần thứ tư năm 1951 mới được chấp thuận. Từ khi vào bộ đội, Trần Can chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí, chỉ huy hết sức linh hoạt. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, ác liệt, anh đều kiên quyết dẫn đầu đơn vị, vượt lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã 2 lần anh bị thương nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, chỉ huy đơn vị kiên quyết tấn công tiêu diệt địch. Tấm gương Trần Can đã thiết thực cổ vũ phong trào thi đua giết giặc, lập công sôi nổi trong toàn đơn vị. Trong trận đánh Đồi Him Lam mở đầu cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Trần Can được giao nhiệm vụ chỉ huy tiểu đội thọc sâu diệt sở chỉ huy và cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho quân đội lên đồn Pháp. Khi nổ súng mặc cho hỏa lực quân Pháp bắn ra dữ dội, anh dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt Tiền Duyên, chọc thẳng vào sở chỉ huy như một mũi dao nhọn cắm vào giữa tim gan địch, rồi nhảy lên lô cốt cắm lá cờ. Sau đó anh chỉ huy tiểu đội diệt lính Pháp còn lại trong hầm ngầm, bắt sống 25 tên và tịch thu nhiều vũ khí. Trong trận đánh Điểm Cao năm 2007, anh dũng cảm dẫn đầu tiểu đội xông lên áp đảo quân Pháp, chiếm mỏm cột cờ. Lính Pháp bắn đạn dữ dội và cho quân địch chiếm lại. Ta với Pháp giành giật nhau từng thước đất, hết sức quyết liệt. Anh cùng đồng đội kiên quyết giữ vững và tiến công đánh bại 4 đợt phản kích của địch. Chúng xông lên trong đợt công kích thứ 5, chúng ném lựu đạn tới tấp trước khi xung phong. Trần Can nhặt lựu đạn ném lại và chỉ huy đơn vị nhảy lên bờ hào đánh giáp lá cà. Cán bộ đại đội bị thương vong hết, bản thân Trần Can cũng bị thương, nhưng anh vẫn quyết tâm thay thế cán bộ đại đội chỉ huy bộ đội chiến đấu suốt đêm. Sáng hôm sau, anh tập trung thương binh nhẹ lại, động viên bộ đội, chấn chỉnh tổ chức, củng cố trận địa. Quân Pháp lại phản kích dữ dội, mong đánh bại quân ta, giành cửa ngõ tiến vào Mường Thanh. Trần Can chỉ huy đơn vị đánh tan đợt pháo kích của chúng, kiên quyết giữ vững trận địa, tạo thế cho đơn vị tiến vào Mường Thanh. Anh đã hy sinh anh dũng sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày kết thúc chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Khi hy sinh, Trần Can là đại đội phó bộ binh thuộc Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệt sĩ Trần Can được tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì. Kính thưa quý vị, trên đây là 4 anh hùng lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Ở video tiếp theo, Theo Dòng Lịch Sử sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị khán giả những tấm gương anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn! Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.